biết là làm tôi sợ bị nữ tính quá không? Dạ, bị nữ tính hay không biết là do cái người làm cho anh. Đầu tiên là về dáng, là mình thiết kế về dáng, nó phải chuẩn men. Cái thứ hai nữa là nó phải hợp với khuôn mặt của anh. Và cái thứ ba là nó phải có cái độ tự nhiên, để các anh nam ấy rất là sợ nhìn trông nó lộ. Đó, thì đấy là những điều mà em rất là có kinh nghiệm để khi mà làm với các anh con trai, để có thể xử lý nó tốt nhất cho anh nhé. Anh yên tâm, quan trọng nhất là người làm đấy ạ. Tôi chọn DK Beauty. Nhắn tin ngay hoặc để lại số di động để được hỗ trợ nhanh nhất từ đội ngũ chuyên gia uy tín hàng đầu DK Beauty.